Hello, xin chào tất cả quý vị đồng nghiệp cùng theo dõi lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em thêm một cái công thức khi mà ngày xưa mình đi học mình áp dụng ở cô giáo dạy hay là thầy giáo dạy của mình có công thức rồi. Và bây giờ mình có cơ hội để áp dụng vào chơi đúng không? Thế thì có như ngoài, ông cùng theo dõi nhé. Thì ngày xưa mình học, ví dụ là A bình phương đúng không? Cộng B bình phương bằng một. Thế thì công thức là mình tức là sự hóa đơn và mình tự ra mình tức là để mà nói ra A là gì, B là gì, A là tổng điểm phiên đầu tiên trong ba phương đồng nhất. Ví dụ tổng phương đầu tiên của là 10 này, B là tổng điểm phiên thứ hai đó là 9 chẳng hạn, thứ ba đó là 7 chẳng hạn đúng không, điểm phiên vừa ra đấy đúng không. Thì thành bình phương là gì, tức là anh em sẽ lấy một cái điểm chính ngầu 3 trong đầu tiên, chính ngầu 3 của cái điểm 10 này, ví dụ là cũng là 2, chính ngầu 3 của 9, trên 9 này cũng là 1 chẳng hạn, chính ngầu 3 của tiên đường ra nó là 4 chẳng hạn. Thì anh em sẽ tính như thế này, anh em sẽ lấy là 10 cộng 9 cộng 7, được. 10 cộng 9 cộng 7, 19 cộng với 7 là 26 này, 26 ở đây, đấy, sau đó cộng trên này. 2 cộng 1 bằng 3, 3 cộng với 4 thì bằng 7, thì anh cộng với 7 nữa là bằng 32 đúng không? 32 thế này, thế thì kết quả cuối cùng nó nằm đây luôn rồi. À, đó là điểm chắc để nó thảo xịn cho mình nha. Cái công thức này của mình khá là chuẩn luôn em nhé, bởi vì là mình rất chi là tự tin, bởi vì công thức này của mình thì đã dụng chiêu là chỉ tắm rất là nhiều lần rồi. Nên mình tiếp tục chính ngầu à, bây giờ hãy nhớ là ba cái điểm tổ phiên gần nhất, ba điểm tổ phiên gần nhất. Tại vì sao, là cái để ra được cả tất cả các phiên thì anh em hiện diện vào anh em tính ấy, bởi vì tất cả các phiên ở trên cái con game hôm nay đều là cái xác suất của nó, nên là vì thế mà cái luôn để ra những em thử so sánh và soi và tính toán ở đấy. Và tiếp tục bây giờ nhá, ví dụ bảy này, tổ phiên đầu tiên cộng với là thành viên hai cộng tổng phiên là ba bằng năm này, thì đây là một này, ba này bằng năm này. Thế thì đây là chỉ gọi là xác suất anh em nhé, thì này cũng năm được. Nếu như đây là năm thì đây là một anh em nhé, thì lấy này năm 18 điểm này đúng không. Đây là số ngầu tổng 18 cộng tiếp theo là tổng bốn bằng 22 đúng không? 22 là chắc. Nó chỉ để số cuối nó bị thôi là anh em bắt là xỉu em thôi. Còn cái công thức này thì nó ít khi nó trục đảo nghịch lắm, nên là vì thế anh em tự tìm áp dụng thôi. Và tiếp tục thêm một tay nữa, ví dụ 6 cộng 4 cộng 1 đúng không? Đúng rồi. 3 đây là 2 này, đây là 2 này, đây là 1. Chúng ta có là đây là có tài 13 nhân cộng cho chính là 6 và bằng 19 là điểm lẻ, vì cái nào cũng bắt là tài nhá, có thuộc hàng lẻ mà chính là lẻ mà tài nhá. Và đây là một cách tính theo công thức đầu tiên của mình, đây hệ dụng theo các tính này rất là đơn giản đúng không. Ngày trước sau này sẽ có cái điểm cần dùng cũng hóa ra là nhập khoái lấy cái và hàng là bước đầu tiên này, này áp dụng vào cái thuật toán của game để tính ra xác suất này, nhưng mà nó là như vậy, nhưng mà vì thế đây là cái mãi nó là game mà, nên là nó cũng như một cái bài toán nào thôi, mình sẽ có cái kết quả thì tất nhiên là mình sẽ đúng thì là mình sẽ có kết quả đẹp đúng không, không có gì là không có cái bài giảng cả đúng không, dù khó thế nào bài toán nó khó thế nào thì vẫn có công thức riêng mình sẽ giảm thôi. Thì đây là một công thức riêng biệt của nó nên nhá, và mình đã áp dụng thành công hiện tại ở trên con game bài 68, thì mình đang lấy thông tin của nó và mình áp dụng thành công của nó còn hơn những con game khác đúng không. Thời gian thoải mái cũng là áp dụng nó sẽ rất là chuẩn, nó không gọi là bịp hay là xoay nha, thì nó là một con game lớn luôn nhá. Tiếp tục này, đây là 5 6 cộng 9
Đây là 2 này, 3 này, 4 này. Chúng ta là có là 6 10. 10 đúng không? 4 3 7. 9. Chúng ta 29 và cái điểm lẻ tiếp của ta được cho mình nhé. Thì đây là công thức mình tính ra điểm thuận ở đây. Nó còn có trường hợp là chạy nghịch nữa, nhưng mà có trường hợp chạy nghịch thì nó rất là ít khi xảy ra thôi, mình vẫn chia sẻ được cho người nhé. Và ví dụ như là đây là 4 cộng cho là 3 cộng cho là 7, đây là 4 thì mình sẽ có là 2 đi, 3 là 1, 7 là 5. Cả 10 kiểu đấy, cộng qua được chính là bằng nhau, đó chính là 8. Chúng ta là 22 đúng không? Đây là cái chạy nghịch, thì nó cũng chẳng là nó không nằm chỉ nữa, mà chạy nghịch thì tiếng nó sẽ nằm ở tà. Được chưa? Đấy là cái chạy nghịch tiếp tục, một tay ghế 3 này, 4 này, cộng 5 này, thì đây là 2 này, là 1 này, đây là 2 này. Thì chúng ta có là có tài 12 đúng không? Cộng cho là 6 2 thôi, và đây phải là 1 nữa thì chúng ta có 4 rồi, và chúng ta sẽ có là bằng 16. Thì đây điểm chẵn thì anh em chẵn là có thể tài giúp cho mình nhé. Nếu mà cái điểm này là điểm điểm 17 rồi đúng không, thì anh em bóc việc gì, bởi vì đấy là chạy nghịch, đây là thuận này, nếu mà là nghịch này đó. Nên là vì thế thì khi mà trường hợp chạy nghịch ra thì anh em cho bắt làm sao mình nhận diện được với cái tính nghịch để mà không mất vốn. Tức là anh sẽ tính khoảng 3 tay đầu cho mình, 3 tay đầu thì khi đó chạy thuận thì bắt theo thuận, sau chạy nghịch thì bắt theo nghịch thì đúng sao, rất là dễ thôi đúng không. Nên là vì thế anh hãy chú ý tính toán là những tính đầu tiên, sau đó sẽ áp vốn vào sau thì nó sẽ có thể thành cao hơn rất là nhiều nhé. Ok thì video này mình sẽ kết thúc ở đây, và chúc các bạn thành công khi mà tham gia công thức tính thành công thức của mình đấy, thì để mang lại thành công rất là cao luôn, từ 90-95% thì thành công nhé. Và mình thì em tự tin lên. Ok thì video này mình sẽ kết thúc ở đây. Chào tất cả anh em cùng mọi người. Hẹn anh em cùng mọi người ở những video lần sau nhé. Bye bye.